Tôi dư sức để mua hàng trăm đôi giày, hàng trăm bộ đồ. Nhưng đó là thói quen, là bản chất của tôi. Bởi tôi thích những gì tối giản nhất. Kể cả tôi là đại gia, là người giàu nhất thì tôi vẫn đi dép tổ ong mà thôi. Đó chính là những chia sẻ mới nhất của diễn viên Quyền Linh trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông về bản thân, gia đình cùng bộ phim mới nhất mang tên Hai Muối. Dù đạt được nhiều thành công và danh tiếng trong sự nghiệp, Quyền Linh vẫn giữ cho mình lối sống đơn giản, không chạy theo sự xa hoa hay phô trương. Chính sự mộc mạc ấy làm nên một Quyền Linh khác biệt trong lòng khán giả, một nghệ sĩ không chỉ có tài năng mà còn gần gũi, thân thiện. Quyền Linh quả thực là một ngôi sao đặc biệt, vô cùng khác biệt trong giới showbiz. Mặc dù sở hữu nổi tiếng và thành công vang dội, nhưng khi nhắc đến anh, người ta lại nhớ đến hình ảnh của một người nông dân chân chất. Dù anh có khoác lên mình bộ vest sang trọng, lái xe hơi hay sử dụng điện thoại đắt tiền, Quyền Linh vẫn luôn hiện lên với sự giản dị, gần gũi và mộc mạc trong mắt công chúng. Dù từ khi mới nổi hay đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu, nhưng khi gặp Quyền Linh ở bất kỳ nơi đâu, bạn có thể thoải mái tiến tới bắt tay, ôm hay trò chuyện mà không cần phải e ngại. Quyền Linh là người mà các bà mẹ mong muốn là con, các cánh đàn ông muốn là anh, em trai và phụ nữ thì lại mê mẩn. Mặc dù ngoại hình của anh chỉ vừa đủ đẹp trai, vừa đủ cuốn hút, nhưng sự chân thành, phóng khoáng và nhiệt huyết là điều anh có thừa. Những phẩm chất đặc trưng của một người đàn ông Nam Bộ như sự mộc mạc, gần gũi dường như hội tụ đầy đủ trong anh, khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ganh tị. Nhiều bạn bè của Quyền Linh vẫn nhớ mãi hình ảnh trong một lần đoàn nghệ sĩ đi làm từ thiện ở vùng quê, trong khi nhiều ngôi sao khác chọn ngồi yên trong xe hoặc tìm chỗ cao để ngồi, thì Quyền Linh lại hăng hái lội bùn, bước thẳng vào chợ. Anh không ngại đi qua từng gian hàng, từ người bán thịt đến người bán cá. Ai gặp cũng tươi cười, tay bắt mặt mừng như thể đón người thân lâu ngày trở về. Sự thân thiện gần gũi ấy không phải ai cũng có, và không phải nghệ sĩ nào cũng được người dân chào đón nồng nhiệt như người thân, thay vì ngắm nhìn từ xa như một ngôi sao giải trí. Ở tuổi 55, Quyền Linh đã khẳng định vị thế của mình cho làng điện ảnh Việt Nam với hàng loạt vai diễn xuất sắc ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Những nhân vật mà anh thường thể hiện mang tinh thần mạnh mẽ, giàu nghị lực, giống như bản chất của anh ngoài đời thực. Các bộ phim nổi bật của Quyền Linh có thể kể đến hàng loạt, nhưng ấn tượng nhất vẫn là Những Nẻo Đường Phù Sa, Đồng Tiền Sương Máu và Con của Sông Dinh. Mỗi vai diễn đều gắn liền với một sự nghiệp đầy dấu ấn của anh. Không chỉ là một diễn viên tài năng, Quyền Linh còn chinh phục khán giả với vai trò MC nhiều chương trình nổi tiếng. Từ năm 2004 đến nay, anh đã không ngừng nhận về các giải thưởng danh giá và trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải mai vàng nhất từ trước đến nay. Với giọng nói ấm áp và phong cách dẫn chương trình sắc sảo, Quyền Linh đã chiếm trọn tình cảm của khán giả trong các show truyền hình như Vượt Lên Chính Mình, Tam Sao Thất Bản, Ai Là Ai và Chuyện Không Của Riêng Ai, để lại hàng loạt dấu ấn trong lòng công chúng. Và tất nhiên nói về Quyền Linh, chúng ta phải nhắc đến chương trình Vượt Lên Chính Mình và ngược lại. Dấu ấn của Quyền Linh trong chương trình Vượt Lên Chính Mình không chỉ thể hiện qua sự mộc mạc, giản dị mà còn qua những hành động đầy thầm lặng. Người ta thường nói, chỉ có Quyền Linh ăn gian là không ai trách mắng. Quyền Linh ăn gian nhưng vẫn được mọi người yêu mến. Đã không ít lần anh ăn gian khi bấm đồng hồ thời gian để giúp các gia đình khó khăn nhận thêm phần thưởng. Nói về chiếc đồng hồ đó, Quyền Linh chia sẻ rằng đây không chỉ là ký ức đẹp đẽ của anh mà còn của hàng nghìn người tham gia. Tôi chỉ bấm theo cảm xúc của trái tim mình, và đằng sau mỗi lần ấn ngón tay ấy là sự nhân văn, tình người, anh tâm sự. Dưới tên gọi của một nhà hảo tâm giấu mặt hay một khán giả ẩn danh, Quyền Linh tiếp tục góp phần viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường, âm thầm trao thêm sự hỗ trợ giữa mảnh đời khó khăn, mang đến niềm hy vọng và sự thay đổi cho người dân nghèo. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, MC Quốc Dân từng chia sẻ rằng ban đầu anh chỉ đảm nhận vai trò MC cho chương trình Vượt Lên Chính Mình, nhưng do chương trình được tổ chức ở những vùng xa xôi mà đạo diễn không thể đi theo, nên anh đã thay thế vị trí đó, thậm chí đôi khi còn làm cả việc khuân vác máy móc như một ô xin. Anh cũng khẳng định rằng chương trình Vượt Lên Chính Mình là một ký ức không thể nào quên và là một trong những bước ngoặt lớn, thậm chí thay đổi cả tư tưởng của anh. Năm 2004, chương trình Vượt Lên Chính Mình ra đời, nhưng ban đầu vị trí MC không phải do Quyền Linh đảm nhận mà thuộc về người khác. Sau đó ekip sản xuất đã mời anh tham gia buổi casting. Lúc ấy anh chưa có kinh nghiệm về dẫn chương trình mà chỉ quen với diễn xuất. Anh kể, tôi đâu biết MC làm như thế nào, nhưng đạo diễn Xuân Cường và mọi người thuyết phục nên làm thử. Thời gian đầu chưa quen, tôi cũng bị trách vì chưa thể dẫn được. Sau một vài số tôi mới cảm nhận được chương trình và dần dần vượt lên chính mình
như là máu thịt và gắn luôn với cá tính của tôi vào đó. Đây là chương trình mang tính nhân văn rất cao, nên sau một thời gian phát sóng ai cũng biết đến. Mười mấy năm rồi, mọi người vẫn nhớ đến Vượt Lên Chính Mình, còn riêng tôi đó là ký ức không bao giờ quên. Trước khi đồng hành cùng chương trình Vượt Lên Chính Mình, Quyền Linh thừa nhận rằng anh từng là người đầy tham vọng và luôn chạy theo sự bon chen. Nhưng từ khi tham gia chương trình, tinh thần Vượt Lên Chính Mình đã thay đổi con người anh, giúp anh học cách buông bỏ vào những toan tính, hài lòng với những gì mình đang có. Mỗi lần gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện về nghị lực, vượt qua khó khăn của các nhân vật trong chương trình, Quyền Linh đã dần thay đổi suy nghĩ, học hỏi theo được những bài học quý giá và bắt đầu nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Chương trình không chỉ là cơ hội để giúp Quyền Linh gắn bó với khán giả, mà còn là hành trình giúp anh trở nên kiên cường và vững vàng hơn. Anh chia sẻ rằng, khi thấy những con người đã phải vượt lên từ nghịch cảnh trong hàng trăm tập phát sóng, anh nhận ra những vấn đề mình gặp phải thật nhỏ bé và bản thân cần học cách trân trọng cuộc sống hơn. Từ đó, cuộc đời trong mắt anh trở nên tươi đẹp và đáng quý. Ngoài ra, anh còn học được từ họ lòng nhiệt huyết và sự cống hiến hết mình. Quyền Linh khẳng định, nếu không có trải nghiệm với Vượt Lên Chính Mình, anh có lẽ không đạt được những thành công của ngày hôm nay. Mỗi chương trình mà Quyền Linh tham gia đều để lại những ấn tượng riêng biệt cho khán giả. Ở Vượt Lên Chính Mình, anh hiện lên như một MC giản dị, mộc mạc, luôn chân thành và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Trái lại, trong Bạn Muốn Hẹn Hò, Quyền Linh lại trở thành một ông mai duyên dáng, hài hước, khiến khán giả không chỉ cười mà còn cảm nhận được sự ấm áp trong vai trò kết nối những cặp đôi. Bạn Muốn Hẹn Hò được thiết kế để giúp những người bạn đang cô đơn tìm thấy nửa kia của mình. Với chính Quyền Linh cùng với Cát Tường là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của chương trình đặc biệt này. Sự hợp tác ăn ý của hai nghệ sĩ không chỉ làm tăng sức hút cho game show mà còn nối dài mối nhân duyên nghệ thuật của họ trong suốt hơn 2 thập kỷ, ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Sự giản dị, khiêm tốn của Quyền Linh còn được thể hiện qua cách dạy dỗ hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở miền Tây, Quyền Linh đã trải qua nhiều gian khó để đạt được thành công trong sự nghiệp. Chính vì vậy, anh luôn trân trọng những giá trị của lao động và mong muốn các con mình cũng hiểu và thấm nhuần những giá trị đó. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quyền Linh chia sẻ về cách dạy con. Tôi dạy các con ngủ dưới đất, ăn uống giản dị. Tôi luôn khuyên các bé hãy nhìn vào tôi để tự rèn luyện, tự lập và không dựa dẫm vào bất kỳ ai, vươn lên bằng chính sức mình. Dù gia đình có điều kiện và sở hữu xe hơi, nhưng để các con không có lối sống quá khác biệt so với bạn bè, Quyền Linh vẫn chọn cách chở con đến trường bằng xe máy và thường che khẩu trang cho con để tránh sự chú ý. Hành trình của Quyền Linh từ một người con miền Tây mộc mạc đến một ngôi sao của làng giải trí Việt là câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và cống hiến. Dù đạt được nhiều thành tựu vàng rồi, anh vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, gần gũi. Không chỉ trên sân khấu mà còn trong đời thường, Quyền Linh không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một biểu tượng của sự chân thành và nhân ái. Với anh, thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ tấm lòng và cách anh kết nối, sẻ chia với mọi người. Sự nghiệp của Quyền Linh vì thế luôn tỏa sáng một cách rất riêng biệt.